Hello, chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đam mê câu cá của mình nha. Hôm nay mình sẽ quyết định là sẽ câu 2 ngày 2 đêm ở ngoài hồ Đô Le, săn hàng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi test mồi ngũ cốc kết hợp với lại mồi nền ủ chua nha các bạn, săn hàng ở hồ Đô Le nha các bạn. Chủ yếu là cái đợt này là mình câu cá trôi, cá chép và cá chấm, ba loại cá nha. Mình đánh 5 cần lăng xê và kèm cho đó là kết hợp với lại câu đài nữa. Đó, vừa rồi mình mới quay một cảnh ở cái điểm này cho mọi người xem. Đây là cái bãi sà cừ hồ Núi Le nha các bạn. Đây nè. Đây mình mới ra được 5 cây nhưng mà chưa có mồi đâu. Chỉ gác cần lên thôi. Đây mình cho thêm quấn một ít cái dạ quang lên cần nè, cho cần nó đẹp thêm xíu nữa cho mọi người xem nó hấp dẫn một tí. Đây là cái bãi câu mình nha. Rất là đẹp luôn cho các bạn nha. Đây. Mình sẽ mình dăng cái bạc ở trên chỗ này. Đó, để dự trữ 2 ngày 2 đêm tại điểm này. Đó, mình đang chuẩn bị trộn mồi cho mọi người xem nè. Đây mồi bên đây mình mang theo rất là nhiều nha các bạn. Đây. Đây mình mang theo 3 gói 2 kg, 1 gói 1 kg. Và thêm tới là 2 3 kg mồi nền nha các bạn. Đây là mồi ngũ cốc. Đây, mồi ngũ cốc của đam mê câu cá của mình nè. Đó. Còn đây là mồi nền. Trộn dễ lắm, các bạn cho mồi ngũ cốc ra ngoài xong rồi cho mồi nền vào. Đây, cốc đây. Rất là thơm. Đó. Thì mình sẽ cho khoảng cái chừng ký còn nhiều lắm các bạn à. Cho nửa ký thôi. Nửa gói nè. Nửa gói vậy là 1 ký, nửa ký nha. Đó, nửa ký một cốc. Còn đây là mồi nền. Mình có một tay mọi người thông cảm nha. Đây mồi nền nè, mồi nền ủ chua. Đấy, ủ được chắc 2 tháng rồi. Khá là ok. Ít thôi, cho khoảng ở chừng một nhúm mồi nền về vô nè, đó. Tí nữa. Ok. Rồi xong rồi đó. Các bạn dùng tay nè, đảo cho nó đều sơ sơ đi. Đây là mùa này, lượt này mình làm là mùi tơi nha các bạn. Mùi tơi nhiều hơn là mùi tơi khô á. Tơi khô rất là nhiều. Hôm nay có bắp, mùa trong cái mùa nền nó có bắp, nó có lúa. Đó, khoai lang các thứ. Như mình đã hướng dẫn cho mọi người xem rồi đó. Rồi xong rồi đó, bây giờ mọi người đi ra ngoài lấy nước ở tại điểm câu của mình luôn. Cho vào thêm một tí nữa. Cho vào, cho nước vào. Mình cho một tí nước thôi. Rồi mình đảo đều lên. Đảo đều lên. Đó, mình quay như vậy là cận cảnh cho mọi người thấy luôn đó. Cách trộn mồi của mình khi bị mình đi câu cá. Thơm quá các bạn ơi. Má thơm cái mùi. Mùi chỉ rất là ngọt luôn. Mùi này cá trôi với cá chép nó khoái lắm. Mình câu ở da ui dính cá trôi với cá chép rất là nhiều. Có khi chỉ được chép rất là to, cá trôi. Mùa này các bạn câu lăng xê, câu đài, ưu tư, ok hết. Các bạn cứ đảo vậy đi. Mùa của chúng ta mà nó mà mềm quá, ướt quá thì các bạn có thể cho thêm nước vào. Không như vậy là ok rồi nè. Mùa này các bạn bó lại và ngâm có thể được 2 tiếng, 3 tiếng vô tư. Và nếu các bạn mà cho trộn khô thêm một tí nữa thì các bạn có thể ngâm được 4-5 tiếng luôn. Có khi ngâm được cả đêm qua đêm luôn. Đó. Rồi xong. Bây giờ đây là phần mồi. Còn phần lăng xê mình có nhưng không có ít hết tốc độ rồi. Mình dùng cái móng mút này đỡ. Nè, còn đây là lăng xê mình mới làm cái đồ đựng lăng xê này. Mới làm đồ đựng lăng xê này. Trắng. Tại vì làm một chiều hôm qua. Cái bộ đựng lăng xê. Làm chưa kỹ dữ lắm, tối quá làm tầm tới 6 cái mấy luôn. Nên có nhiều chỗ nó hơi bị thiếu sót. Đây lăng xê chị chạy nha các bạn nha. Nè, một khúc chị chạy nè. Đó, thấy không? Lăng xê chị chạy nha. Đấy, gắn thêm mút vào nữa là chiến thôi. Trong đây đã có sẵn mút nè. Đó. Giờ các bạn xem cũng khá là mệt. Giờ không có chỗ nào để hết.
quay mà người xem nó được càng cảnh hơn tí. Nó cứ cầm ra vậy nó hơi ấy. Vậy các bạn. Nó hơi tối nha các bạn nha, thông cảm nha. Nó hơi tối. Bây giờ cũng 5 giờ rồi, gần 5 giờ rồi. 5 giờ mấy luôn rồi chứ, không gần gì nữa. 5 giờ mấy luôn rồi các bạn. 5 giờ mấy rồi. Mút nè. Mút mình lựa cái hạt nó vừa vừa, không phải hạt to quá nha các bạn. Lựa những mấy cái hạt nó vừa vừa thôi. Còn đây là cái lưỡi BKK. BKK Chinu Black. Là lưỡi cái này là size số 7. Bằng là bằng cái size số 10 13 thường đó các bạn. Mút thì mình gắn hai hạt nha. Chấp nhận dính cho dính cá mè luôn, nhưng mà có thể săn được cá lớn. Chủ yếu mà đi săn hàng là chính. Đó. Cái lưỡi này không dính thôi, dính là khỏi sợ bị ngoát, khỏi sợ bị sảy. Tại vì cái ngạnh nó rất là cái hầu rất là sâu. Và cái ngạnh của nó rất là dài. Nó dính đến cá coi như là có nước cá dính là khỏi sảy luôn. Từ đóng mà tự dính luôn. Đó. Vậy bây giờ bóp màu lại thôi. Bóp màu lại cho coi cao lên tí nha. Cho các bạn dễ thấy nha. Bây giờ cái tay cầm mình nó ngắn quá. Từ quay bằng cái điện thoại kia nó không có đẹp bằng quay bằng cái máy quay này. Quay này quay đẹp hơn tí. Quay cho nó đẹp hơn, nét hơn, chứ bằng xem nó hay video nó hấp dẫn hơn tí. Đó. Mồi thì mình nắng mồi cũng vừa vừa thôi chứ không nắng mồi to lắm. Nắng mồi cũng vừa vừa trọng trọng. Thì đây là cái đợt mồi đầu tiên. Mình ngâm qua đêm. Bây giờ hôm nay là cái chiều thứ 6. Mình sẽ ngâm qua đêm. Ngâm qua tới sáng ngày mai luôn mình mới thay mồi đó. Còn ít mồi tí nữa mình sẽ quăng xả, quăng xuống cái bãi câu quá, quăng xả bớt mồi xuống dưới đó các bạn, để cho cá nó vô ổ các bạn ơi. Cá nó nghe mùi ở ngoài xa, nó vô ổ nó ăn mồi dễ hơn, nhanh hơn, vì mình câu 2 ngày 2 đêm mà chủ yếu là giữ những con cá to ở ngoài xa nó vô ăn mồi. Đây các bạn nè, xong rồi nè. Đó. Xong rồi các bạn nè. Này. Xong rồi nha các bạn nha. Ok chưa? Này, chị chạy. Chị này rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ nắng tiếp tục, nắng hết 5 cái bom đăng xe, 5 cái quả mồi đăng xe như thế này. Rồi mình sẽ ra cần. Và các bạn cùng với mình đợi chờ kết quả nha các bạn. Ok. Ok, mình mới nắng xong 5 cục mồi nè các bạn. Giờ chuẩn bị ra ngoài kia ra cần nè. Quá trời mệt rồi các bạn ơi. Đây. Đây đăng xe. Chị chạy. Đây là cái khóa của máy của mình nè. Ok nha. Cần nè. Đó. Này lâu lắm rồi có dịp quay cận cảnh nè. Mọi người xem. Khoa trộn mồi rồi pha móc mồi vào trong lăng xe. Và quăng cần ra ngoài nhỉ. Khi lên được con cá nữa nó hấp dẫn. Người xem nó thực tế tí. Chứ mà làm mấy cái video kia nó ngắn quá, nó không có nội dung gì chính xác. Có một số bạn không chơi không thích. Hôm nay mình làm thử coi cái video này coi các bạn có yêu thích không, có thích không. Giờ đây có mình có một tay à, mình đi với là hai anh em, nhưng mà mình thích làm một mình. Là hai anh em mình đang ngồi câu đài nè. Đó. Tí nữa mình cũng tính sạn đồ ra ngồi câu đài tí, mà bây giờ chụp thẻo rồi không còn gì hết bạn à. 4-5 tháng này, 5-6 tối nay rồi mình đâu có đi đâu, đâu có câu đài đâu. Mình toàn là câu lăng xê không à. Chứ mấy cái đó mình làm mấy hồi đâu, mình làm chút xíu rồi. Là có ngay cái bộ trục thẻo câu đài. Ngồi câu giải trí chút xíu. Tự cũng tốt. Đây. Ok đó chưa. Đó. Cần đi Osaka.
dán thêm dạ quang, mồi ngũ cốc kết hợp mồi nền, sang hàng, hai ngày hố hồ núi le. Đó, bây giờ mình sẽ canh gốc này, thử có ok không? Không ok đâu các bạn ơi. Thôi, để mình ra cần rồi mình, đây, mình mới mua được 50 chuông mới. Mình độ thêm cái lớp phủ carbon cho nó để cho nó đỡ ướt. Đó. 5 cái nha. Thêm mua 5 cái. Cho nó đỡ. Nó kêu cho nó thanh tí. Chứ mấy cái trước khi mình mua á lâu ngày quá rồi, nước nó vô các bạn. Giờ nó kêu nghẹt mũi chứ. Không thích lắm. Giờ mua 5 cái mới này cho nó không thấy tí. Rồi cái nào kêu cũng thanh đấy nha các bạn nha. Bây giờ đã cần nha. Đã cần rồi, tí nữa nấu miếng mì ăn. Mì ly. Ok. Ta cầm có cá bạn ơi. Cái cần thứ hai các bạn ơi, nó đang hơi bị hút còi kìa. Gần 6 giờ rồi. Đây này cá cái này nè. Có cá rồi. Nặng không? Để vô rồi. Mới hút còi mà. Nặng không? Vô sao vậy? Đâu có cái luôn à? Có kia luôn kìa. Trời ơi, chạy chưa? Cá mè. Ủa. Ê, cá mè là cá mè lá các bạn ơi. Cá mè đó đi các bạn ơi. Nè, các bạn thấy không? Con cá mè lá kìa. Quay gần lại cho mọi người xem. Đó. Một con cá mè lá nha các bạn. Cái hàng đầu tiên luôn. Nãy giờ mấy giờ mình quay nó không ăn. Tự nhiên cái mình tắt máy quay kia nè. Mè lá này ngon các bạn ơi. Chọc cái lưỡi dính tắt tắt luôn rồi. Ổng ra luôn rồi. Ok ok. Này cái mè lá đầu tiên nha các bạn. Con này hơn ký các bạn. Ok. Mè em đây. Mè. Tắt đi. Ok đây các bạn. Đây là xong cái ngày đầu tiên các bạn. Đây lại là cái chỗ của mình ngủ rồi các bạn nha. Nè. Đây là chỗ mình ngủ à. Có một cái đèn trời sáng. Một cái cam quay cận cảnh. Đây. Đó. Đây mình đây. Và đây thành quả của ngày hôm nay các bạn. Răng xe thì được 2 con. Đây, cần mình răng của mình đây. Lần sẽ ngày hôm nay được 2 con thôi các bạn ơi. Con cá trôi và con cá chấm. Còn chiều hôm qua thì được con có mẹ. Thì hồi tối mình có câu đại được mấy con cá chê. Hồi sáng đàn em nó câu đại cũng được vài con cá bóng. Đây, chiều hôm qua giờ. Đó. Đấy, thành quả các bạn, chiều hôm qua giờ các bạn. 2 con chê. 2 con chê nhỏ. 1 con cá chấm và 1 con cá mè. Đó, đây là thành quả của từ hồi chiều hôm qua đến giờ. Mưa quá các bạn ơi, mưa quá cá ăn nhát lắm. Trồng lại nha các bạn. Mấy con này về tá hồ, còn con mè thì có con chua. Chứ cá nó nhỏ quá, không muốn ăn uống gì được đâu. Đấy, giờ trồng ở đây. Sẽ thử coi tí nữa coi có bạn nào chạy ra chơi không các bạn ơi. À, một mình một nơi một cõi, mình có một mình nè. 2 ngày mình về rồi các bạn ơi. À, 2 ngày mình về rồi, không biết tối nó hai đứa nó có ra hay không mình không biết, chứ hiện tại là chỉ có một mình thôi. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, cảnh rất là đẹp nha. Hi các bạn, mình kết thúc cái video ngày đầu tiên nha. Coi như là được một ngày một đêm rồi đó. Ngày mai là còn thêm một ngày nữa và một đêm nữa.
trong 2 ngày 2 đêm nha các bạn. Ok, thì tình hình thì tối thì mình quay không được, khi nào cá nó ăn thì mình mới quay được. Tí nữa có cá ăn hay là tối đó mình có cá là to to đẹp đẹp á, mình view lại cho mọi người xem, xong rồi để sáng ngày mai mình đẹp hơn. Ok. Chiều mày về không? Có gì rồi, lớn lắm rồi. Cái gì vậy? Có cá bạn ơi. Chấm cỏ nhỏ nha các bạn. Chấm cỏ nhỏ các bạn ơi. Con này về tảo hồ đẹp các bạn. Ok. Cái cây cần thứ hai á, từ bên ngoài, từ bên trái qua nó bị rụng dây các bạn ơi. Chắc mình nghĩ là chắc dính cái chấm hay gì các bạn à, chấm nhỏ các bạn. Cái chấm ở hồ nó khô bạn ơi, nó ăn nó dở nhẹ cái là nó chạy vô à. Cái mình quay thử coi nó dính không bạn ơi, trời đang mưa nữa nè. Cái cho con này các bạn, con này về đá hồ nuôi các bạn ơi. Ok, quá các bạn ơi, mưa quá con cá khó lắm các bạn ơi.